Chiều ngày 28 tháng 8, tại hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công do Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham dự của các ban quản lý dự án đầu tư, các chủ đầu tư, nhiều nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công đã được tháo gỡ. Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được giao kiểm soát gần 5.000 dự án với tổng số kế hoạch vốn được giao là gần 49.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2020, vốn đầu tư công giải ngân qua Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là 23.887 tỷ đồng. Tại hội nghị, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cụ thể nhiều chủ đầu tư thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ cao, nhưng cũng có nhiều đơn vị thực hiện giải ngân thấp, thậm chí có những dự án chưa thực hiện giải ngân vốn. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhà thầu lắp ráp gặp khó khăn trong việc tập hợp lao động, mua bán vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, do doanh nghiệp phụ trợ, cửa hàng phải đóng cửa, v.v. Trong kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện sai sót và từ chối nhiều khoản thanh toán. Nguyên nhân hồ sơ thanh toán chưa bảo đảm tính pháp lý, người phê duyệt chưa đúng thẩm quyền, dự án kéo dài nhưng chưa được phê duyệt. Tại hội nghị, các đơn vị phân tích, chỉ ra các nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư chậm để cùng tháo gỡ.